Xin chào các em à, Hôm nay uh, tôi có mặt ở đây để giới thiệu với các em về một cái khóa học nằm trong cái giải pháp ôn thi vòng 10 mà học mãi muốn cung cấp cho tất cả các bạn học sinh lớp 9 trên cả nước à, Tiếp theo cái gói trang bị kiến thức cơ bản thì với cái khóa tiếp theo là cái khóa HM10 ôn luyện này thì học mãi muốn đưa đến cho các em một cái sự tổng kết tất cả những kiến thức chúng ta đã học theo từng cái form bài nằm trong các cái đề thi mà đã được chúng tôi phân tích và đưa ra từ tất cả những cái đề thi vào lớp 10 của các sở giáo dục trong cả nước. Mục tiêu của cái khóa học này đó là giúp cho các em tổng kết lại được toàn bộ kiến thức theo cái cấu trúc như sau. Chúng ta sẽ chia thành từng các cái chuyên đề, Đấy, tức là cách học là gì? Chúng ta sẽ chia thành các chuyên đề này. Đó. Trong các chuyên đề này thì bắt đầu chúng ta sẽ chia thành từng phần nhỏ, từng phần nhỏ. Các hệ thống kiến thức về một phần nào nào đó liên quan đến nó. Tức là chúng ta sẽ có những cái hệ thống nho nhỏ về các loại kiến thức liên quan. Ví dụ như là căn thức chẳng hạn thì chúng ta sẽ có các căn không chứa biến này, căn có chứa biến và bài toán rút gọn biểu thức. Đó. Thế trong từng cái dạng bài đó thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái tóm tắt lý thuyết cơ bản đó. Từng cái chuyên đề đó sẽ có các tóm tắt lý thuyết này. Đó. Giúp cho các em có thể nhớ được những cái lý thuyết trọng tâm một cách nhanh chóng nhất, hệ thống nhất, đầy đủ nhất. Với những cái lý thuyết đó, sau đó chúng ta sẽ có những cái minh họa bằng các cái ví dụ. Đó. Chúng ta sẽ có những cái minh họa bằng các cái ví dụ. Những cái ví dụ này sẽ được chúng tôi tổng hợp từ các cái đề thi vào lớp 10 của các sở mà trong những cái năm gần đây nó nó xuất hiện nhiều nhất. Đó. Thế thì với những cái ví dụ đó thì về cái cách học thì tôi mong muốn là các em hãy cùng làm với tôi khi mà các cái ví dụ được đưa ra, các cái bài tập được đưa ra, chúng ta cùng làm rồi cùng so sánh với cái phân tích của giáo viên với lời giải của giáo viên. Đó rồi sau đó với những cái bài tập tự luyện thì các em cũng nên tích cực và những cái gì không làm được các em có thể hỏi giáo viên, hỏi tổ tư vấn vân vân và vân, vân, vân Đó. Để chúng ta có thể có được một cái kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi vào lớp 10. Đó, thế còn tiếp theo cái khóa ôn luyện này thì chúng ta sẽ còn có một cái khóa là luyện đề nữa. Đó thì bằng những cái kiến thức mà chúng ta ôn luyện được với những kiến thức của gói trước là trang bị kiến thức cơ bản rồi thì bắt đầu chúng ta nên ôn luyện ôn luyện là để có cái hệ thống kiến thức cho nó đầy đủ đó thế thì sau khi các em đã có được cái hệ thống kiến thức đầy đủ thì bắt đầu chúng ta chuyển sang đến luyện đề bởi vì không phải là chúng ta chỉ làm một hai bài tập vân vân này nọ mà bây giờ khi mà luyện đề nó giúp cho các em có thể khống chế được kiểm soát được cái thời gian đó thế thì hy vọng là tôi có thể đưa đến được cho các em những cái kiến thức bổ ích đó. chúng ta có thể hợp tác để có thể cùng đưa đến một cái kết quả thi tốt nhất cho cái kỳ thi tuyển sinh của lớp 10. À, quên mất một phần nữa đó là tôi còn giới thiệu về bản thân. À, tôi tên là Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên ở trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Tôi cũng đã đi dạy rất là nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm để luyện thi vào lớp 10. Đó, à, thì hy vọng là tôi sẽ có được cho các em các cái kiến thức, các cái sự tổng hợp bổ ích nhất. Xin cảm ơn.